Nam chia sẻ với cả nhà về công viên Đồng Khởi tại thành phố Bến Tre nha. Hôm nay cũng là 27 Tết rồi, có dịp đến đây để chúng ta cũng sẽ ghi hình lại những cái khoảnh khắc mà những ngày giáp Tết nó sẽ rộn ràng như thế nào. Còn cũng 2 ngày nữa thôi, trên dưới vài chục tiếng đồng hồ thì chúng ta sẽ bước qua một năm mới, chào đón một cái năm mới hy vọng rằng nó sẽ tốt đẹp hơn những năm vừa qua rất là nhiều, bởi chúng ta bị ảnh hưởng bởi những cái trận đại dịch rất là lớn đó cả nhà. Thì qua đợt này thì hy vọng là đất nước Việt Nam sẽ phục hồi nhanh hơn, người dân Việt Nam sẽ mạnh mẽ hơn sau cơn dịch nha. Xin chào cả nhà ơi, hôm nay một cái điều rất đặc biệt mà hôm nay đến công viên thì có một cái đoàn quay phim của đài truyền hình Bến Tre. Mình thấy anh chị đang phỏng vấn chắc quay về cái buổi Tết như thế này. Mình cũng là kênh Nhịp Sống Sài Gòn ha, cũng xin chia sẻ với quý cô chú anh chị những cái ngày Tết tại Bến Tre, ngày cuối năm nó sẽ nhộn nhịp như thế nào nè. Cả nhà cũng đừng quên theo dõi, đăng ký và nhấn chuông cho kênh Nhịp Sống Sài Gòn của mình nha. Rồi mình có mic mà, rồi ok. Rồi, ok. Lúc nào nói thì nói ha, mình giờ thì nội dung này là cái gì? Nội dung thì so với mọi năm á, thì anh thấy ở thành phố Bến Tre cái không khí những cái ngày Tết bây giờ như thế nào? Rồi. Đặc biệt là những cái ấn tượng như anh ấn tượng nhất là cái điều gì? Rồi. Và thứ ba nữa là để đảm bảo cho bản thân mình phòng chống dịch Covid á, khi mà mọi người rất là đông đúc như thế này á, bản thân anh bảo vệ mình làm sao? Rồi, ok, đồng ý, được rồi. Được không? Đứng ngang qua. Rồi. Mình xin chào anh chị phóng viên. Cho hỏi mình là bên phóng viên. Rồi hả? Mình ở Bến Tre hả? Dạ. Cảm ơn chị cho mình một cái buổi chia sẻ. Dạ, chị cần chia sẻ gì chị cứ hỏi đi ạ. Thì hôm nay thì anh thấy cái cảnh không khí xuân của Bến Tre hiện nay như thế nào? Mình thì là một người dân ở Bến Tre. Và hôm nay thì mình ngày 27 Tết rồi, mình về thăm nhà thì mình cũng có làm kênh, mình đi ngang đây thì mình cũng muốn quay lại cái cảnh của công viên Đồng Khởi. Mình rất bất ngờ vì ở Bến Tre mình năm nay đầu tư rất là lớn về hình ảnh, màu sắc, cũng giống như những cái thiết kế decor ở đây rất là đẹp. Mình rất thích nó mang một cái điều mà nó rất là thiên nhiên, mà dùng những cái vật thiên nhiên có ở nhà, ví dụ những cái rọ đánh cá hay là những chiếc ghe, chiếc thuyền gì đó, đưa vào trong cái mô hình này nó rất là đẹp, nó rất thân thiện. Cũng giống như người Bến Tre thân thiện với những du khách mới vậy đó, nên mình rất là thích. Và cái mà mình quan sát ở đây thì mọi người rất là trật tự ha, đi rồi áp dụng những cái tiêu chí về 5K, thực hiện phòng chống dịch. Một cái điều mà ý thức của người dân từ một cái khu vực có thể lúc lên tới vùng đỏ, hiện tại lại thì nó đang ở là vùng xanh. Đó là một cái điều rất là may mắn, và cũng giống như là một cái điều khích lệ cho người dân Bến Tre của mình. Rồi. Trong cái mùa xuân này thì anh thì trong cái mùa xuân này thì cái điều mà anh mong muốn nhất là gì ạ? Mình mong muốn nhất của mình là bà con cũng giống như người dân của Bến Tre có một cái đất Tết thật là vui, thật ấm áp, xung vầy với mọi người. Biết rằng là một cái mùa dịch rất là lớn xảy ra, nhưng những người dân Bến Tre cũng giống như những người dân ở những khu vực khác cũng đổ về Bến Tre, về Bến Tre để mà đón nhận một cái không khí Tết ấm áp, cũng giống như là tăng thêm những cái việc mà khích lệ cho người dân Bến Tre và phát triển trong thời gian sắp tới. Nhân đây thì anh có những cái lời chúc như thế nào đó với mọi người? Vậy hả? Rồi, cảm ơn hai bạn đã có cho Năm một cái buổi chia sẻ như thế này. Thật ra thì năm mới thì mọi người sẽ chúc nhau về thứ sức khỏe, về tài chính, cũng giống như mọi công việc thuận lợi, thì Nam cũng gửi đến quý bà con, anh chị, cô chú trên khắp mọi miền nước mướt có một cái Tết thật là thật vui, ấm áp và có được nhiều sức khỏe. Và chúc cho năm mới Nhâm Dần 2020 được phát triển một cách mạnh mẽ hơn nè, dũng mãnh hơn, giống như một mảnh hổ vậy. Và xung vầy, xin cảm ơn các bạn cho Nam một cái buổi chia sẻ như thế này trên đài truyền hình. Nam cảm ơn. Anh kênh YouTube nhà mà phát triển nha. Rồi. Với anh. Anh hả? Dạ. Anh tên là Dương Hoàng Nam. Dương Hoàng Nam là quê anh ở đâu? Quê anh ở Bến Tre, dòng trơm Bến Tre. Dạ. Quê hương của bà Nguyễn Thị Định á. Dạ, xã Lương Hòa luôn hả anh? Anh là ở xã Tân Hào, huyện Dòng Trơm. Xã Tân Hào, huyện Dòng Trơm. Trong quê hương của ông Đồng Văn Cống rồi bà Nguyễn Thị Định. Dạ, rồi em cảm ơn anh.
Rồi cảm ơn nè. Quá hay. Chị đứng trước mấy ông kính cũng sợ chứ. Quá xuất sắc. Rồi anh. Em cũng gọt thì lấy từng ý. Đúng rồi. Dạ. Hôm trước anh cũng có lên mấy cái đài truyền hình thành phố, mấy cái kênh cũng cũng chỉ biệt nhỏ nhỏ lên trong mười mấy 20 giây thôi xuất dạ. hiện vậy. Kênh nào hả? Đại truyền hình Bến Tre. Đợt này lên Bến Tre luôn hả? Chừng nào phát sóng em? Giờ em đi tập thì chắc cũng khoảng 2 ngày tới. Vậy hả? Ồ, vậy hả? Có gì thì phát xong là mọi người sẽ up lên. À, rồi ok, hy vọng là mình sẽ thấy mình lên đó một cái hình ảnh khác chút xíu. Cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Rồi, cảm ơn em. Ở đây mà làm việc đi hả? Cảm ơn anh cameraman nha. Xong rồi các bạn ơi, với đài truyền hình Bến Tre. Thật ra hôm nay thì cũng vô tình thấy các bạn đang là tác nghiệp ở đây thì Nam cũng chia sẻ và được mạng phóng viên mời đến phỏng vấn chia sẻ về người dân Bến Tre rồi những hoạt động ở đây. Ơi Năm ơi, cả nhà ơi, rất là xúc động, rất là hồi hộp chứ. Lần đầu tiên đứng trước cái ống kính một cái máy quay lớn như vậy mà. Nhưng mà không sao, mình sẽ làm được cả nhà. Đúng không cả nhà? Sẽ làm được. Mình tập dần thôi, tập dần mấy người nổi tiếng anh, đúng không? Đây nè, mới thấy được anh em mình. Đó, đang đứng. Hai anh em nãy giờ cũng nhớ có quay em lúc đang đứng đó phỏng vấn rồi, chưa nổi tiếng. Sao nó lại bị hẳn đè ra, nó quy mô vậy ta? Thôi, người ta đi làm những cái phóng sự nhỏ về người ta mới đưa quy mô không gì đâu. Họ cứ đi phỏng vấn mấy người dân thôi. Thì chứ đâu cần làm gì lớn lao đâu. Cái gì đó thật nhất thì nó đem lại hình ảnh đẹp nhất cho mọi người xem thôi. Cả nhà ơi, bây giờ team còn đặt hình thịt nữa cả nhà. Mập quá. Đứng trước một cái ống kính của đài truyền hình Bến Tre á, thật ra là rất là hồi hộp nhưng mà không sao, các bạn đã động viên mình rồi, mình vượt qua được rồi nha. Sắp nổi tiếng rồi. Nằm sắp nổi tiếng rồi cả nhà ơi. Rồi cảm ơn cả nhà nha.